Thưa quý vị, chúng ta đang ở trong những ngày đầu xuân mới và vừa trải qua dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022. Và với những ai ở miền Bắc thì đều nói với nhau rằng đã lâu lắm rồi mới trải qua một kỳ nghỉ Tết mà thời tiết lại lạnh tới vậy. Và chắc hẳn rằng nhiều người cũng đặt ra câu hỏi là vì sao miền Bắc lại chìm trong mưa rét liên tục kéo dài. Và nhiều người đã thấy rằng là từ 30 tháng 1, tức là 28 tháng chạp năm 2021 đến nay thì liên tục có những đợt không khí lạnh tăng cường tràn về, khiến thời tiết miền Bắc chìm trong mưa rét và còn kéo dài trong những ngày sắp tới. Và do khối không khí lạnh lệch đông đã tạo đà cho đới gió đông bắc đến đông đưa hơi ẩm từ ngoài biển vào đất liền nên các đợt mưa nhỏ mưa phùn rét bút diễn ra ở miền bắc theo đó, các chuyên gia cho biết đợt rét đậm rét hại trên diện rộng ở miền Bắc là do tháng 1 và tháng 2 là giai đoạn chính đông ở Bắc Bộ, nên các đợt không khí lạnh ảnh hưởng nhiều, mạnh và xét về mặt khí hậu. Đây cũng là giai đoạn tập trung nhiều đợt rét đậm rét hại trên diện rộng nhất trong năm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nền nhiệt miền Bắc sẽ nhích dần lên 22 độ vào trưa ngày 18 tháng 2, sau đó giảm sâu. Vùng núi cao có nơi sấp xỉ 0 độ và có khả năng xảy ra băng giá mưa tuyết. Thủ đô Hà Nội sẽ có nền nhiệt thấp chỉ khoảng từ 8 tới 10 độ. Sapa đầu tuần sau nhiệt độ xuống thấp nhất chỉ còn 2 đến 5 độ. Ngoài tác động của không khí lạnh thì miền Bắc còn chịu ảnh hưởng của rãnh thấp cây mưa rông. Đây sẽ là đợt không khí lạnh mạnh nhất tràn xuống miền Bắc từ đầu mùa đông xuân 2021-2022. Không chỉ vậy, khu vực miền Bắc dự báo sẽ còn chịu tác động của không khí lạnh trong tháng 3 và có thể gây ra các đợt rét đậm, thậm chí còn có thể rét đậm rét hại, tuy nhiên không kéo dài.